Tốc độ lên mọi người ơi, nhanh lên nhanh lên. Thời gian không chọn người đâu nhá. Cái gì? Yo, hello xin chào tất cả các bạn. Mình là Hải Xê. Xinh gaming. Đừng xin có. Hello em. Hôm nay anh sẽ cho em Lê Hi Hi lên hình. Ra đây cho sáng em ơi. Anh chiếu cái mẹ vào mặt em nhá. Ui, đen vãi em ơi, ra đây cho nó trắng. Nó trắng rồi nhưng mà vẫn xấu em ạ. Biết sao giờ? Anh thấy em xấu. Ui, anh thấy em đẹp trai. Lên được thôi. Trời ơi, cung đường lãng mạn quá. Hoài ơi, ui xấu quá. Chắc chắn bạn yên hôm nay đã tới bởi nghĩ thôi em cũng thấy vui thì ta ăn mừng đi. Nay tao mời thích ăn bao. Đúng hồn quỷ. Chà là chồng cô em đây xinh tươi khiến anh phải chú ý. Hai anh mau tránh ra. Đây được chưa? Họ nó nhảy bọn sếp thành hàng cho bọn anh đi lên. Ok ok. Sếp thành hàng cho bọn anh đi lên tít tìn tịt như anh ghi tên dùm mỗi cái mặt. Cái xấu này, cái xấu này. Ôi chị ơi sao chị xấu ấy? Xấu nhưng giàu em ạ. Thái ơi. Thái. Ôi em đau chị. Anh. Em. Anh ạ. Anh ạ. Ý ra nhìn ngu ấy. Dậy đi ông cháu ơi. Quay xong rồi đấy. Quay xong rồi à? Quay xong rồi. Con thấy đi về thôi. Đây là chỗ đặt em kem thôi. Em kem thôi mọi người ơi. Let's go. Hello các bạn, hôm nay là day 2 và mình đã trở lại với bản chất. Đi muộn mấy tiếng. Đấy, đẹp lắm rồi. Đẹp lắm. Ôi, 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 trai xấu ơi, ôi, ôi, gái xấu ơi, trai xấu nữa này. Xấu ấy. Vì tôi đã đẹp. Xấu mày làm sao bóc lột sức lao động mà được cắt xe có bóc lột sức lao động mà cắt xe được có 20.000 hoài nhỉ. Đúng rồi, ăn cái canh gà còn thiếu 5.000 nữa. Anh ơi đói. Chiến ơi đói quá, đói quá. Em đang bị đau dạ dày đi ăn mì cay đi. Hả? Thôi bảy ăn nhạt nhẽo. Đúng rồi. Giờ mất dạ dày ăn cay nhiều quá. Bào mòn mất cái dạ dày. Yo các bạn ơi, đây là bữa trưa của chúng mình nè. Wow. Ngon không em? Thèm không em? Thèm á? Không qua đâu. Không qua đâu. Chị Yến ơi. Sợ ngồi cùng trai đẹp mà mày chú ra đấy. Đẹp trai thì người còn ok, buổi chiều biến hình thành trai siêu đẹp và siêu có tuổi. Siêu đẹp. Cảm ơn. Hello mọi người, buổi chiều hôm nay của mình nhiệm vụ đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ lên đường, lên halo. Ôi. Lên đường đi halo. Hẹn gặp lại các bạn chủ nhật tuần sau. Chưa lên được mấy hôm đã phải đi về rồi. Phải quên thôi. Hello các bạn, và hôm nay là hôm thứ ba. Chúng tớ quay cái bài mới, tớ không biết tên là cái bài gì. Và bây giờ tớ phải đi quay cho Tonali không? Tonali đấm tớ. Let's go. Trời đủ má sexy ạ. Chị ấy, chị có phải là Trần Ngọc Cát Thi không ạ? Không, chị là dọa mèo đấy. Dọa mèo. Dọa chị ơi. Dọa mèo họ mày vừa đi mà nghe này. Cào mặt này. Không này, không này. Oh,
Ủa? Này! Oh my god. Quá đỉnh. Diễn viên chuyên nghiệp hạng A. Nhìn. Lovely và schoolly luôn. Nhìn. I don't understand. Hello mọi người, và bây giờ đã tối rồi. Bây giờ chúng tớ bắt đầu về. Bây giờ là mấy giờ rồi anh ơi? 7 giờ chưa? 7 giờ rồi. Ôi, mày té chưa? Cứ bóc lột sức lao động, cái này không một tí tiền cắt xê không làm nữa. Không làm nữa. Không làm nữa đi này. Rồi, chào các bạn. Các bạn hôm sau, một hôm nữa. Yo, chào các bạn, và hôm nay là buổi cuối cùng. Chúng tôi đi quay Yến Đại Tỷ, Tí Đại Yển phần 2. Và đây là Tí Đại Yển với đầu highlight. Chết chưa con đấy. Cháy. Cháy cái lẹt mày luôn. Hôm nay chúng tôi quay cảnh nhảy nhảy nhót nhót các kiểu đồ. Xong rồi vào nhà của Triệu Vô Cực. 10 giờ nha, 10 giờ 12 mình sẽ quay trong. Quay đến 10 giờ là xong. Quay đến 10 rưỡi xong. Xong rồi ăn chơi phè phỡn 2 giờ quay tiếp, được không ạ? Được ạ, à, rất được ạ. Ok, let's go. Let's go. Cần. Mẹ dí cái số răng ở mũi em sợ. Thôi. Bế em dậy ngay luôn. Ngôi nhà thứ hai của anh. Tủ thân mà. Cầm đi à, đau rồi. 3, 2, 1 nhá. Hỏi à. Ủa. Ui, ngầu quá. Yến Đại Tỷ ý Tí Đại Yển. Cú te luôn. Hello các bạn, giờ mình đang ở nhà Triệu. Đây là nhà của Triệu. Hello, đây là Triệu chủ nhà. Cảm ơn Triệu đã cho bọn mình căn nhà này. Ok. Xong chưa em? Chưa anh. Vẫn chưa xong à? Bây giờ đói quá em ạ. Đi ăn thôi. Anh không được ăn là anh sẽ chết. Gần gâu. Let's go, thử thách ăn 7 ngày 7 đêm không ngừng. Get go. Nhưng mà em ngửi thấy mùi mắm tôm ở đâu đấy. Hả? Đúng anh? Anh không ngửi thấy em ạ. Giờ mà bún đậu mắm tôm đến luôn. Chị Yến ơi, hình như em bị thiếu vitamin bún đậu. Let's go. Get go. Get go. Tối đi. Tối đi, người ta còn kết thúc. Xin chào các bạn. Và bây giờ là những giây phút đóng máy rồi. Chúng tớ đã hoàn thành xong Yến Đại Tỷ, Tí Đại Yển phần 2. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Chúc các bạn vui vẻ. Bye. Vui vẻ hơn quạo. Yeah.